Đồng hồ T500 Plus 2W Series 7, sản phẩm được thiết kế sáng tạo từ Apple Watch Series 7. Với kiểu dáng hoàn thiện bản gốc giống đến 99%, đem đến sự trải nghiệm tuyệt vời không thua kém gì hàng Authentic. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn siêu phẩm đồng hồ thông minh đang cháy hàng trên mọi mặt trận. Cùng unbox với mình để xem bên trong có gì nhé. Đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng này. Tiếp theo là mặt đồng hồ. Và dây đồng hồ. Thực ra dây đồng hồ có rất nhiều màu: đen, trắng, hồng, xanh dương, xanh lá, tha hồ cho các bạn lựa chọn. Và có cả một củ sạc tư nữa. Đối với 2W thì các bạn hoàn toàn có thể thay dây, thay vỏ thoải mái để phù hợp với sở thích và trang phục. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy giao diện cũng như cấu hình của sản phẩm đồng hồ này luôn nhé. Màn hình cảm ứng phun tràn viền cực mượt, cực sắc nét này, các bạn có thể thay hình nền thoải mái như điện thoại luôn nhé. Như các loại đồng hồ thông minh khác thì T500 Plus Series có thể nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ thông qua kết nối Bluetooth, thông báo tin nhắn, các mạng xã hội như Facebook, Messenger. Ngoài ra, đây còn là đồng hồ cực kỳ phù hợp với anh em yêu thể thao vì được tích hợp ứng dụng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, huyết áp, đếm bước chạy, lượng calo tiêu thụ, nhắc nhở vận động, uống nước, theo dõi giấc ngủ, nói chung là quá xuất sắc. Chế độ lật tay sáng màn hình cực nhạy, không cần thao tác, cực kỳ phù hợp với anh chị em thường xuyên phải tham gia giao thông. Đồng hồ này kết nối được với các dòng điện thoại có hệ điều hành từ Android đến iOS nên hầu như tích hợp với hầu hết các dòng máy thông dụng mà anh chị em đang sử dụng rồi. Đối với anh chị em hay quên thì hoàn toàn không phải lo lắng vì chiếc đồng hồ này có chức năng tìm điện thoại di động, nhắc nhở chống mất và tìm kiếm hai chiều. Cùng rất nhiều tính năng hữu dụng khác như đồng hồ báo thức, lịch, đồng hồ bấm giờ và còn tích hợp 5 game trực tuyến hấp dẫn. Đồng hồ 2W ngoài model T500 Plus Series 7 như mình đang sở hữu đây thì còn có thêm rất nhiều model khác như T500 Series 7, T500 Plus Series 6, T500 Series 6 với rất nhiều màu sắc khác nhau phù hợp cho cả nam và nữ. Đặc biệt tại OneSmart, toàn bộ đồng hồ 2W đều đang được ưu đãi giảm giá lên đến 80% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Không cần đến tiền triệu, vẫn có siêu đồng hồ. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay để lại ngay số điện thoại, truy cập trang web onesmart.vn hoặc gọi theo số hotline 0359 025 916 và sở hữu cho mình một siêu phẩm đồng hồ thông minh ngay bây giờ.